Bây giờ mẹ cho về nghe. Dạ nằm đi con, nằm ở dạ à, dạ nằm đi. Dạ. Sao nói sao? Dạ. Nằm con ngủ tí nha. Ngủ tí đi nghe con. À, ngủ chút. Hôm nay thì em thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ á, gửi anh số tiền ưng trước ha. Dạ. Là 113.500.000 đúng không? Dạ. Thì em gửi cho anh chiếc 53.500.000 cộng lại 50.000.000. Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. Sáng nay thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau á. Thì chị Dứa cũng chở bé Tú đi bán vé số cái phần còn lại. Lý do ngày hôm qua thì chị phải đi coi cái nền nhà nên thành nữ là bán số không có hết. Nên thành nữ bán giờ này vẫn còn, cô bác quý anh chị. Tú ngủ hay gì vậy? Kéo màn ra cho thoáng không? Còn nhiêu tờ? Hả? Còn ít nè. Còn ít rồi hả? Ừ. Tại vì hôm qua mình không đi bán đó. Dạ. Bữa nay mình phải lội. Phải gặp rất nhiều hôm qua đi bán là hết rồi. Ừ. Ngủ rồi. Ngủ hả? Ừ. Chị ăn chị đút xôi cho ăn ngủ, uống sữa. Hầm dữ không ta? Không có hầm lắm. Không, không có hầm lắm. Cái này để nó dày lên. Đây được có hai cây quạt. Ta cho gì hay vậy chị? 15, 16, 17. Không có, này chị mua cho anh. Dạ. Thấy ông ở nhà không có quần cục, mà mua cho mấy cái quần cục. À, nhiêu cái? 4 cái 100 ngàn. Còn mấy tờ bán đi, bán cho mời ai mời đi. Không điện dữ rồi. Hôm qua thì alo. Còn được nhiêu tờ chị? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tờ. Còn bữa nay là bán hết trễ đúng không? Ừ. Tại vì hôm qua trời mưa đó em. Dạ. Hôm qua mình đi coi lần đó. Dạ. Thế là bán không được. Chứ gặp bữa nay giờ này hết trơn rồi. Dạ hả? Ừ. Sáng giờ ăn gì chưa? Chưa ăn gì chưa, mua đi nước xăm uống. Dạ hả? Dạ. À, đi là đây em mời ăn ha. Bé Tú nằm ở đó được không? Được. Ủng hộ tính tiền suốt rồi. Giờ ông đoạn bánh tiếng thì không có, bữa nào chiên bán đi. Đưa gì con số ế và kinh vậy? À, viên số nhỏ nhất. À, con nào gì, con nào con mấy mặt cầm tay nha. Chú thấy chị này khổ dữ không? Hả? Ủa sao chị em điện chuyện gì vậy? Chắc em gọi lộn số á. Chú thấy chị này khổ dữ không? Không, mà những khổ thì cũng có khổ. Rồi mà dân đó là... Nhưng tiền bạc thì nó có thôi, khổ thì cũng quá khổ. Những người bệnh nữa. Dạ. Chứ nói sao? Còn kèm thêm những người, một người bệnh nữa, một nạn nhân nữa. Thì thôi. Nên là nữ là mua số ủng hộ luôn. Đúng rồi. Dạ. Phải rồi. Dạ. Không cần nữa. Con nào thì lấy con này không cần nữa. Không tiếp gì hay vậy? Không giúp được nhiều. Thì cái mình có gì mình được giúp được cái này. Hết rồi chứ còn nhiêu mua tiếp chứ. Còn cặn. Chị Dứa thì bán mới nhanh hết chứ gặp những người khác thì bán với số cũng rất là chậm. Mấy ngày nay ở miền Tây thì mưa cũng khá là nhiều. Và đặc biệt các tỉnh như là Cà Mau hay là Bạc Liêu vậy. Mới nói gần hết rồi. Gần hết rồi. Mua tiếp ngay vậy. Tiếp hay vậy đi. Lấy vé số đổi bún nước lèo. Hả? Đổi. Đổi không? Đổi. 2, 4, làm cho em một tô nữa chị ăn gì? 8, 9 vé, đổi không? Đổi cháu giùm ơi. Bún nước lèo ở Tắc Văn là số 1 rồi đó. Em về Đồng Tháp không? Ờ sao biết, ở Đồng Tháp. 66. Còn nhiêu tờ? Còn mấy vé? 9, hả? 7 vé. 7 vé hả? Em ủng hộ cho. Em mời chị. Ủa sao biết? Em mời chị. Lát nữa chị cho tiền. Em mời chị ăn thôi chứ em nói thôi nói trả tiền. Ủa sao chị sáng ăn đi. Sao sáng giờ không ăn? Tại vì mất đi bán đâu ăn được đâu. Vậy hả? Ừ. Chừng nào rồi về rồi mới ăn. Mệt dữ không? Mệt. Bữa nay nắng quá trời. Tại vì đi bán buổi chiều là gần khoảng nửa rồi. À. Rồi giấc sáng mình bán chút xíu nữa hết rồi. À. Hôm qua mình không đi được đó. Giờ bé Tú nóng quá, bé Tú thức thiệt à? Không, ngủ rồi. Thức rồi.
Tranh thủ ăn đi chị. Ồ, khổ không? Chút nó về, tí nó về. Về, nằm yên bên đó con, nằm yên bên. Yên bên nằm. Tính ăn mà bây giờ rồi. Có một cái tô bún mới vừa múc ra luôn. Tính ăn bây giờ con thức thì ăn không được. Rồi nằm đi nghe, nằm đi mẹ bác nghe. Sao á chị? Nó chở mình. Rồi con nằm đi nghe, dậy về. Ngủ đi, ngủ chút đi. Rồi ngủ chút đi nghe. Dạ. Ngủ chút đi. Ngủ chút mẹ chạy về. Ha. Ngủ chút mẹ chạy về. Rồi đây xin miếng nước rồi mẹ giặt cho con. Rồi ngủ đi. Ngủ đi mẹ lau sơ sơ rồi con ngủ đi ha. Ngủ phải đi, hỏi xin miếng nước để lau cho Tú bớt hầm ở cái bác anh chị. Phải giặt cái khăn liên tục như vậy á. Rồi nằm đi mẹ chạy về nha. Dạ nằm đi con, nằm ở dạ dạ nằm đi. Dạ. Sao nói sao? Dạ. Nằm ngủ tí nha. Ngủ tí nha con. Ngủ chút. Rồi, ngủ đi mẹ chạy về nha. Rồi, ngủ tí. Rồi. Ngủ chút đi con. Nhắm mắt ngủ chút đi về nha con. Nha. Nhắm mắt ngủ đi. Rồi. Nhắm mắt ngủ nha. Rồi mẹ chạy về. Uống ăn cũng khó hả? Khó, em xong ăn đi. Chị ăn trước đi, chút xíu em ăn sau. Và chị ăn tranh thủ ăn để mà cho bé Tú đi về á. Quá chắc dạ. Sáng không có thời gian ăn hả chị Dứt? Không, đi về chị lo cho nó ăn hết trơn, chị mới ăn được. Kem 3 ly trà đường, trà đá nữa. Một tô bún luôn. Dạ. Tô bún nước lèo ở đây thì mỗi lần xuống đây thì Bùi Hồ lại thích ăn cái tô bún nước lèo ở đây. Được nấu từ cái mắm mắm sạch á, chứ không phải là nấu bằng mắm bò hóc giống như ở Sóc Trăng. Mà ở Sóc Trăng thì sẽ gọi bún này là bún bún mắm. Đây, ở đây gồm có những cái con tôm nè. Ở đây có cá lóc nè, cá lóc bóc da ra rồi. Rồi cá muống, bắp chuối. Nghe view món ăn luôn. Nói chung là mời cô bác quý chị thưởng thức một cái này với lại Bùi Hồ ha. Cái tô bún ngay tại Tắc Vân, Cà Mau. Tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau á. Và đây là cái khu đất nền của chị Dứa sau khi mà chị Linh á chuyển nhượng cho đó. Thì cái bề ngang của khu đất này á là 5 mét anh Hợp ha. 5 mét. Và chiều dài là khoảng mười mấy mét anh Hợp. 16 mét. Ước tính á. Qua đây đi chị Dứa. Rồi, bây giờ anh Hợp có thể trao đổi về cái quy cách anh em mình đã trao đổi đó. Thì anh Hợp có thể nói cho chị Dứa biết được luôn. Được. Cái nhà này là bề ngang là 4 mét. Mình cắt ngang dài là 4 mét. Dài là 12 mét. Là một phòng khách 4 mét. Phòng ngủ 3 mét. Cái bếp ăn là 3 mét. Khu vệ sinh đó sau 2 mét. Dưới bên sàn nước phơi đồ luôn. Là cốt này lên cao hơn mặt đường là 3 tấc. Là từ cái phần ở dưới này ha na. Từ cái cốt này lên cao hơn mặt đường này 3 tấc. Cao hơn mặt đường này 3 tấc. Là cuốn nền lót gạch. Có đổ đà không anh? Đổ dĩ hết trơn chứ không có đổ đà. Dạ. Đổ dĩ. Đổ dĩ chống lót gạch. Chống sập á. Rồi nhà cầu nhà tắm thì xây hoàn thiện cao lên đủ đỉnh luôn. Tống lao phong. Gắn mà bằng cầu tốt cho chị, bằng cầu khối liền á. 2 triệu mấy. Bên cầu xin cầu bố á, cầu bố. Còn ở trên thì máy làm tiền chế. Phòng thì dừng cho chị là ba cái kêu bằng cái alu dạ. Alu giả đá. Còn cái ở trước cái cửa kéo, cái người kéo xây 2 cái má giấy gạch cho chị luôn, đổ cái đà ngang. Dầm vô là ở ngoài dầm vô thì nói là nhà đúc, chứ thật sự ở trong mình tôn dưới là xài dắt alu. Còn có lắm. Nghĩa là ngoài trước này chị mình sẽ làm cái cửa Đài Loan. Đài Loan. Rồi mình xây một bức tường lên cái má giống như nhà của chị Linh vậy đó. Rồi mình dán gạch lên. Rồi mình dán gạch lên rồi sau đó cửa Đài Loan để cho chị ẩn bé Tú cho nó dễ. Được chưa? Rồi sau đó là bề dài của ngôi nhà là nhà tắm á, là anh Hợp sẽ xây hết luôn, dán gạch luôn. Dán gạch giống nhà ốc nhất không? Dán gạch. Làm giống như nhà ốc nhất vậy ha. Rồi đóng lò phong, đi điện luôn. Rồi đi nước cho chị luôn. Điện bọng nước đầy đủ rồi chị.
Rồi bề ngang là cắt ngang 4m, dài là 12. Ở trong nội từ trước tới 10 nhưng mà ra tới đằng sau sân nước nữa là chỗ rửa rau củ rồi luôn là 12m. Được chưa? Rồi ở đây anh Hợp là tính tổng diện tích là nó khoảng 48m2 anh Hợp. Đúng không? 48m2. 48m2. Thì cái ngôi nhà này á thì anh nhận cái toàn bộ cái công trình này luôn gồm có của anh Vũ thợ sắt với lại của anh luôn là bao nhiêu? Tổng cộng hết luôn bên này bên kia luôn là hoàn thiện nhà đó, vô ở đó là 113.500.000. 113.500.000. Là gồm có anh đi điện nè, đúng đi nước nè, lao phong. Đóng lao phong nè. Rồi làm hết toàn bộ luôn là bàn giao vô ngôi nhà vô ở thôi. Bồng luôn đó cho chị vô nhà. Bồng cầu rồi lo hết luôn á. Hoàn thành hết. À là chị, cho hoàn thành luôn chị vô nhà vô ở. Nhưng mà 113.300.000 mà cắt nhà tiền chế như vậy thì so với trên mình nó có cao không? Nói chung là ở dưới này nó cao quá cao. Tại vì ở trên mình đó là cắt á khối đủ khoảng 290-280 một khối. Còn ở dưới này khối thiếu mà 350. Đầu cái cát săn lấp này không là mình tính có nhiêu có hai mấy khối mà giờ bắt buộc phải tính bốn mấy khối vừa xây dưới mà vừa cái lấp cái nền hơn thêm 20 khối là lấp nền tại cái khối có 5 tấc 6 tấc còn ở trên mình là một khối là một thước dạ bởi nó hao hao cái vụ đó dưới hai nó đá cũng bán khối thiếu còn gạch ở trên chảnh khoảng 1.150-1.170 ở đây tới 1.500 nha đây 1.500 hả 1.500 trời cao là nó trên lệch mấy chục triệu không sao ở dưới đây còn, trên im thôi thì nó không có trên lệch sắt là ở đâu cũng vậy sắt ở đâu cũng vậy dạ. Có nghĩa là vật tư ở đây á về vật tư mà xây dựng á thì nó mắc hơn ở trên em gạch nó mắc hơn khoảng một viên là khoảng 400 đồng 200 mấy đồng cục 200 mấy đồng cục còn sắt thì 300 mấy đồng cục 300 mấy đồng cục rồi còn cát đá này nó cũng mắc hơn trên em lý do là ở đây là nước mặn á không có cái nguồn cát bởi vì ở đâu chuyển về bởi mắt với gạch cũng vậy cái đây lấy trước làm đâu cái đấy rồi sao tính sao vậy ở đây là 16 mét thì mình sẽ cắt gần tới mé sông luôn rồi chừa đằng trước để mà cho chị có thể đưa xe vô để xe đậu xe từ cái máy đằng trước khi còn dư tiền thì làm làm thêm cái máy đằng trước là phát sinh nhiêu anh không chắc cỡ nếu mà làm trụ với ấy nói chung trước cái máy không chừng khoảng 2-3 triệu mà cái sợ đó, cái máy rồi xong cái mình làm cái tường gào nữa là nó phải phát sinh nữa lấy đi rồi tính thì cái tiền số tiền còn dư nhiều cái có thể làm được cái đỉnh nó làm chứ làm nếu mà làm cái máy phải làm cái tường gào nó phải đẻ nữa không dạ chứ chị phải đóng lại chị phải đóng lại thông tin với cô bác của anh chị á là ở đây là anh Hợp nói là nếu như mà cắt cùng cái diện tích ngôi nhà mà so với Đồng Tháp thì nó mắc hơn khoảng nhiêu anh Hợp? Cỡ 20 triệu. Mắc hơn khoảng 20 triệu hả? Chứ bình thường ở trên mình là cắt khoảng 90 thôi. Nậu cát thôi. Nậu cát chênh lệch như tỷ 350.000 một khối. Tính 20 khối đi. 20 khối 7 triệu à. Như vậy là mắc hơn khoảng gần 20 triệu. Rồi tiền thợ ở trên đó là cũng anh cũng phải nhín thời gian xuống đây nè. Thông tin với cô bác của anh chị là hỏi tại sao là Bùi Hồ lại yêu cầu anh Hợp với lại anh Vũ xuống đây cắt. Tại vì anh Hợp với anh Vũ cũng gắn bó nhiều công trình rồi. Thợ thầy ở dưới này là kiếm cũng khá là khó. Mà thông tin với anh Hợp á là khi mà cái cắt ở đây á, cái tiền ăn trưa, uống cà phê sáng và cà phê buổi chiều á với lại tiền ăn cơm trưa á, thì bạn hàng ở Mỹ hỗ trợ cho với lại tiền ở. Tại vì dù sao thì ở đây cũng mướn ở thợ ở đây thì nó không biết giá như thế nào. Kêu cũng rất là khó với lại người lạ. Không phải là không tin tưởng người lạ mình không biết như thế nào á chị. Thì thành thử là em gọi cho anh Hợp với lại anh Vũ xuống đây để hỗ trợ mình cắt cái ngôi nhà. Rồi chị có ý kiến gì không? Không. Cảm ơn gì? Cảm ơn nhiều. Cảm ơn bạn hàng nhiều đã ủng hộ cho anh này ở đây luôn. Khỏi mà mướn nhà trọ. Mướn nhà trọ chị? Mướn nhà trọ hả? Chứ không ở đây hả? Dạ. Chợ ở đây chỗ đâu ở? Mướn nhà trọ để mà trình với chính quyền mình địa phương khác. Nhà trọ người ta báo với chính quyền chứ mình ở đây mình tá túc sao mình biết? Không, vẫn được. Dạ. Dạ. Vẫn được. Thì khoảng thời gian bao lâu anh Hợp? Này hết luôn chắc khoảng 10 ngày, 10 ngày là mình giao. 10 ngày bàn giao. Là ngày 19 cắt thì khoảng ngày ngày 29. Ờ đúng. Ngày đẹp ha. Đẹp. Là hoàn thiện luôn vô ở đó. Có khi nào sớm hơn chút xíu được không? Không, để tính coi. Vậy ha. Sợ trễ chứ. Không có tiến độ coi có mua gió gì không mình sợ cái đó. Sợ xuống đây ở mua hoài để ngầu ăn hết. Thấy không ạ? Bây giờ là cắt khoảng trước mắt thì khoảng 10 ngày nhưng mà còn trường hợp mưa gió mấy ngày nay ở miền Tây mưa quá đúng không? Dạ. Mưa bổ buổi chiều. Ừ.
cái nền này thì nó phải tốn cát nhiều không anh Hợp? À, nó cũng tốn để tại cái dạ. Nó hơi thấp hơn. Chị cầm cái máy giùm em ha. Ừ. Anh Hợp là tổng cái số tiền của mình là cất toàn bộ ngôi nhà đến khi bàn giao là 113 triệu 500 đúng không? Đúng. À, thì ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ cũng với anh Hợp để chở cho anh Hợp đi hỏi cái vật tư. Ừ. Và vật tư ở đây thì cũng như anh Hợp có dọ vật tư nó gạch ở đây là mắc hơn ở trên Đồng Tháp là đến gần 300 mấy chục đồng viên thôi anh Hợp ha. Thì xây nguyên căn nhà thì nó khoảng 780 triệu đúng không? Ừ. Nếu mà xây hết á. Ừ, đúng. Thì ngày hôm nay thì em thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ á, gửi anh số tiền ưng trước ha. Dạ. Là 113 triệu 500 đúng không? Dạ. Thì em gửi cho anh chiếc 53 triệu 500 cộng lại 50 triệu. Đổi ra cái số tiền lẻ lẻ cho anh á để mà tắt máy giùm em tí xíu đi, tắt chuông đi. Để đổi ra số tiền lẻ lẻ cho anh để mà anh phát thợ đồ nó dễ. Dạ. Chi phí sinh hoạt rồi nó có gì cũng dễ. 50 đúng không? 51 52 53 53 triệu 500. Rồi, 53 triệu 500. Rồi, bây giờ cái phần mà anh đi xuống đây mấy người thợ? À, hai thợ một phụ. Hai thợ một phụ. Anh có làm không? Có. Anh làm luôn ha. À. Này là một là đưa cho cửa hàng vật tư, hai là đưa cho vợ đừng tại có đem đi nha. Có. Cái này là chở to nào chi ta to nấy. Tại mình làm mua đồ người ta có bán. Đem vô lên là người ta nói sao? Mình... không mình nói to nào mình giao tiền cho đúng nó. Rồi, đem lên xe nào mình trả tiền. Tại là đem to là mình giao tiền. Vậy hả? Rồi, chứ trả tiền liền không à? Trả tiền liền. Vậy là ngày hôm nay em giao trước như thế này khoảng 5 ngày nữa em giao cho anh khoảng vài chục triệu nữa. Được không? Được, được. Hay là cần... không, 5 ngày nữa là có thể... 6 ngày nữa thằng Vũ có thể là nó xuống phải lấy đồ là cũng được rồi. Của bên anh Vũ là 50 mấy triệu đúng không? Ừ, 52 triệu. 52 triệu, còn như là phần anh Hợp, phần xây dựng của anh Hợp với cô bác của anh chị. Thì nói chung với anh Hợp như thế này nè, cũng cảm ơn anh đã đường xá xa xôi để giúp cho... cùng chung tay với lại Quý Mạnh Thường Quân giúp cho chị Dứa mẹ của bé Tú có được một cái ngôi nhà ổn định. Thì cũng đoạn đường xa mình xuống đây mình xây dựng được, anh em mình cũng cố gắng cho công trình của mình đó nó càng nhanh càng tốt. Hiện nay ngôi nhà của mình như thế nào rồi? Thì nói gì với em ở nóng lắm, bị gì nó nhỏ mà. Nay có mấy gì không che nắng che mưa được. Thời gian tới thì mấy năm nữa mình trả mấy lắm. Năm nữa, hai năm nữa em. Hai năm. Thời gian vừa qua thì khi mà được em nhân á, em nhân kênh nhân chứng á thì cũng quay cũng được gia đình cũng hỗ trợ cũng được mười mấy triệu hả chứ, cũng nhiều hả? Em nó xuống cho được 5 triệu. Rồi Mạnh Thường Quân á, do bên đó em quay lên đó. Mạnh Thường Quân cho cũng được 17 triệu. Nhờ, còn tiền không? Còn. Có cần ứng để mà xài không? Không. Thì tại vì sao khi cất ngôi nhà của chị thì cũng còn cần phải có cái tủ lạnh nè để trong nhà nè. Thì cũng cần vật dụng để trong nhà để mà mình có cái để mình mua chứ. Nếu như mà cắt hết bằng nhà tường hết đâu có tiền đâu. Đúng không? Rồi còn tiền để mà trị bệnh nữa. Nên là nữ là trước mắt á là mình có chỗ che mưa che nắng trước. Rồi sau đó là mình con cái của mình mà có mai chủ phước thầy á mà trị được bệnh á thì mình tính đến cái chuyện lâu dài nữa. Chứ như cô bác anh chị ở đây nói là cái tình hình của bé Tú với lại anh Thích á là càng ngày nó càng nặng chứ không phải là càng ngày đúng nó rồi. Càng suy giảm đúng không chị? Càng nặng chứ chị không được, bác sĩ chạy. Có nhiều người ta bình luận nói sao mà chị lo mà sao chị mập quá. Người ta nói chị thức đêm mới mập á. Dạ hả? Ừ. Mập là do bệnh trong thức đêm người. Bệnh trong người, uống nước nam á bị viêm gan á rồi uống thuốc nam mới mập vậy đó. Giữ nước đúng không? Giữ nước đúng rồi, uống thuốc nam nhiều quá. Chứ mình không uống thuốc nam sức khỏe đâu, lo cho con mình. Rồi bắt buộc phải uống thuốc nam. Anh thấy như thế nào? Anh Hợp xuống đây thấy hoàn cảnh của chị sao? Coi qua clip không trực tiếp thấy sao? Nói chung hoàn cảnh của chị thì thấy rất đáng thương. Thay mặt cho tất cả các quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của chị Tú, chị Dứa mẹ của bé Tú. Hỗ trợ cho gia đình của chị cũng như là cảm ơn bạn hàng ở Mỹ cùng Quý Mạnh Thường Quân. Và sau này danh sách mà Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ cũng như chi tiêu ra đó thì Bùi Hồ sẽ làm giống như nhà ổn nhất vậy đó. Có nghĩa là sẽ công bố từng danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ đến cái thời điểm đó để mà nếu như mà còn giao thì mua một số vật dụng trong nhà và bàn giao lại cho chị cái số tiền để mà sau này có tiền để mà còn lo cho chồng, lo cho con nữa. Bây giờ cũng trưa rồi, nãy giờ là anh thích điện hay sao hả? Anh điện kia. Tú quậy. Bé Tú quậy hả? Đi đâu cũng đâu có được đâu. Đâu không được, nói gì đi quậy. Đi không có được. Dạ. Rồi thôi em qua tâm sự với hàng xóm kế bên tranh thủ về trước đi. Còn tiền này là một là đem cho cửa hàng, hai là đem cho vợ, đừng đem đi chỗ khác nha.
À, bây giờ anh này là anh kế bên là chị quay giùm em với. Thì chắc có lẽ là thời gian tới á là anh hợp thợ sắt á với lại bạn của em có mặt ở đây á thì có gì thì nhờ anh hỗ trợ giúp ha. Ừ. Dạ. Xin đây chị. Sắt ở bên sắt đó thì tôi ở đây là cũng là có là thằng cháu nó có cửa hàng sắt. Dạ. Đó, mình muốn cần bao nhiêu. Dạ. Rồi đó mình gọi nó là chút xíu là trả tới liền ha. Dạ anh này anh cũng có đi hỏi sớm giờ hỏi vật tư rồi anh hỏi sắt đó. Thì cái chuyện đó cửa ảnh thì ảnh sẽ có nghĩa là mai mốt có cho cái chỗ mà để trộn hồ đồ á. Ừ. Không chạy chỗ trộn hồ cát đá rồi cứ việc ở trên sân đó mình đổ. Dạ. Ừ. Dạ. Chứ đừng có đổ ở lộ lộ ta la này kia. Này có gì em nhờ giống như là lúc trước em nhờ có thể là chia điện với lại nước á. Rồi sau này em sẽ gửi tiền. Để trả tiền lại không cũng như nước à bây giờ để tôi lo. Dạ. Còn cái điện á ô kéo qua cho nhà không em đi. Dạ. Thằng này đi. Dạ. Chứ điện á tôi cũng điện là chia hơi chứ chưa. Dạ. Có đồng hồ chính thức nữa. Dạ vậy là cho nước luôn. Ờ dạ hỗ trợ cho nước cắt cho hoàn thành cái nhà. Thấy cắt nhà cho chị Dứa là mẹ của bé Tú chú anh thấy có hợp lý không? Cái đó thì rất hợp lý rồi. Vì cũng cái hoàn cảnh của người ta đặc biệt quá. Mình thì tiền bạc mình không có giúp đỡ cho người ta. Kể cái nào mình giúp được thì mình giúp. Như thế. Dạ. Mấy nay mừng lắm. Cũng nhờ chị Linh hỗ trợ mà có được cái nền. Chứ chị Linh không sang nhượng lại. Không biết là ở đâu nữa. Cũng 1-2 năm nữa. Đúng này rồi. Cũng phải trả lại rồi. Cái khu đó cái nền này hồi lúc trước là cũng như của tôi. Nó tôi bán lại cho Linh. Dạ. Linh nó mới nhờ. Tính để cho lại. Con gái rồi mà con gái đó, có chồng phải có con trai là chắc không bán đâu. Có con trai nữa mà có nhà rồi. Dạ thì mai mốt có gì anh em đến đây thì có gì nhờ anh ủng hộ hỗ trợ tiếp tụi em. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều ha. Dạ. Còn cũng như chỗ là thợ ăn nghỉ anh á. Anh cũng dễ thương. Thì... chào anh. Mướn nhà trọ chi nó xa xui. Thôi bây giờ tá túc nhà tôi đi. Thôi tại vì ba người tắm rửa đồ nó cũng khó lắm. Vệ sinh rồi nữa. Cho ngủ ngay rồi cho nó tiện ha. Cảm ơn cái tấm chân tình của anh. Dạ. Ở đây là nước uống rồi có bán cà phê rồi có bán dễ không? À vậy là được rồi. Vậy là các anh thợ là mỗi ngày được 2 cử cà phê sáng với chiều. Cũng như là các anh đi làm ở nhà khác cũng vậy. Để buổi trưa cái chị có đi làm á, chị bán rồi xong chị pha cà phê sẵn chị đem vô. Vậy ha. Nhà pha vô uống. Cà phê ở nhà. Chú thấy không? Vậy sẵn rồi. Cái cửa luôn thấy chưa? Nghe nói có dàn giáo sẵn kìa. Được dàn đó. À, thấy người Cà Mau dễ thương vô cùng không? Ở con này nó vệ sinh tắm rửa. Tôi nói trước cũng như là cái phần nước đó. Đang làm nè. Dạ. Nó bây giờ tôi cho luôn cho cái phần nước đó. Rồi cảm ơn. Cái điện đó thì không có à. Hình như là thấy có nấu rượu nữa đúng không? Dạ, có hỗ trợ rượu cho mấy anh đợi. Nói chứ anh này có nấu rượu ở trong nữa. Nấu rượu để bán nè. Các anh thợ thì có đã quen chiều đôi khi là sương sương một vài xị thì ngủ. Mai mốt cái gì mình ủng hộ rượu ha anh không? Dạ nói chung là ngày hôm nay đến đây để chia sẻ clip này cho cô bác của anh chị mà quý mạnh thường quân ủng hộ á để mà biết về tình hình hiện tại của gia đình của mẹ bé Tú. Rồi thứ hai là để mà cho anh hợp ảnh coi rồi ảnh kêu vật tư để mà bàn giao cho ảnh ứng trước cái số tiền thì cũng gặp được anh cảm ơn rất là nhiều. Chúc gia đình luôn có sức khỏe và thời gian tới thì anh hợp đồ với mấy em đồ sẽ gắn bó đây nhiều hơn. Rất mong sự hỗ trợ từ gia đình cũng như bà con ở đây ha. Rồi cũng như là kính chúc mà bên Mạnh Thường Quân gắng lo cho mà cái số mà hoàn cảnh ta khó khăn quá đó mà gắng chạy lo cho nhiều nhiều nữa nghe. Thôi bây giờ cũng tranh thủ về để thôi bà xã của anh Hợp đứng nói nãy giờ nói đi đâu bà xã anh Hợp đứng cầm máy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.
Dạ. Đâu có. Chị nói, bây giờ khỏi cần mướn nhà, có ba người thợ à. Chứ cũng đâu phải đông đúc gì đâu, thì giờ cứ việc vô bên nhà chị có cái máy dạy đó, rồi có bộ dán rồi đó, cứ dân ngồi ngủ. Rồi thí dụ như làm rồi tắm rửa này kia nọ thì cứ việc vô nhà có cầu vệ sinh đó thì vô đó sử dụng. Dạ. Cũng có mấy ngày thôi chứ đâu phải thời gian dài vài tháng rồi này kia nọ thì ngại ngần. Hôm nay có 10 ngày, mười mấy ngày thì cứ việc xuống đây tá túc đây đi. Người ta nói người miền Tây dễ thương lắm mà dễ thương thiệt. Cũng coi như là mình giúp đỡ lẫn nhau đi. Dạ. Về mặt tinh thần rồi thôi chứ đằng này thì nói đầu ngay tiền bạc để giúp đỡ thì không có thiệt. Nhưng mà cái tình thương thì bao la lắm. Dạ. Giờ thì chị nói vậy đó rồi tùy mấy chú tính. Chứ cái đây là vợ chồng chị nói là nói thật lòng đó. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Là muốn nghỉ ở đây ấm nè.